Người đàn ông này đang bị mắc thuốc ở cổ họng. Cô gái vốn không hề nghĩ nhiều, cứ vậy chạy đến cứu người. Thế nhưng robot sao có thể chạy như vậy được? Giáo sư Hồng nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức kêu cô dừng lại. Aji lúc đó cũng không quan tâm nhiều như vậy, tiến lên đập một phát vào lưng, cứu Minkyu một mạng. Sau đó Jia còn nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta. Minkyu lúc này đầy ngạc nhiên, hỏi cô vừa nãy đã làm gì với mình. Nhưng trong thiết bị của robot căn bản không tìm được biểu cảm đối phó. Jia đành phải nói dối. Là một robot, mình được lập trình rất nhiều cảm xúc đa dạng của con người, mình đã học được cách sơ cứu trong tình huống khẩn cấp. Nếu anh huấn luyện tốt, tôi còn có thể làm được rất nhiều việc. Minkyu không dám tin cô gái trước mặt mình chỉ là một robot, lại thử giơ tay ra kiểm tra. Aji lập tức nắm lấy tay anh ta lập tức chắc chắn cô gái này không phải người. Nam chính đã tốn 100 tỷ để mua cô gái robot này về, nhưng anh ta không biết rằng cô gái robot này thực ra là người thật. Một hôm viện nghiên cứu tổ chức ăn uống bởi vì họ ăn đồ ăn quá hạn nên bụng của mọi người đang sùng sục kêu. Bạn gái robot cũng không thoát được, bây giờ cô như kiến ngồi trên đống lửa, nhìn trái nhìn phải, nhịn hết nổi rồi. Cô cắn răng chịu đựng trả lời chủ nhân, nhưng cô vẫn không chịu được thả một quả bom. Minkyu lập tức phòng bị và hỏi Jia có nghe thấy tiếng gì không. Jia đành giả bộ ngây thơ mà hỏi, chủ nhân, ngài vừa thả bom sao? Nhìn thấy anh ta đang hoài nghi chính mình, Jia còn cố ý giả vờ đang ngửi, sau đó thể hiện biểu cảm khó chịu. Cô còn nói mùi hương này không đơn thuần là đánh rắm, hỏi anh có muốn đi thay quần trong không? Không ngờ Minkyu đã bị cô quá mắt, lập tức đi vào phòng thay đồ. Jia nhân cơ hội lập tức chạy vào nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái thật. Đột nhiên Minkyu phát hiện có gì đó liền quay ra, nói chủ nhân của cô không phải là loại người thả bom tùy tiện vậy đâu. Bất ngờ anh nghe thấy tiếng phát ra từ nhà vệ sinh, anh trở nên căng thẳng, tay anh cầm chặt cây gậy cẩn thận tiến vào nhà vệ sinh. Còn Jia bên trong giải quyết xong nỗi buồn nên cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đột nhiên cô phát hiện không đúng, mùi này thối quá. Còn Minkyu từ bên ngoài xông vào thì nhìn thấy Jia đang cọ bồn cầu. Minkyu hỏi tay cô bị ẩm ướt sẽ không bị gì chứ? Jia lập tức nói tay cô rửa bát cũng không thành vấn đề, là trình độ cao nhất thế giới. Nhưng Minkyu nói cô đang lừa ai chứ? Rồi lập tức bước đến, giật lấy lọ nước hoa. Nói với Aji đây là nước hoa bản giới hạn của Pháp, không phải chất tẩy rửa. Không phải cô biết 10 năm ngôn ngữ sao, thiết bị của cô gặp sự cố à? Không ngờ Jia nói bồn cầu cao cấp mới hợp với mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng Minkyu đột nhiên phát hiện chuyện bất thường, robot sẽ chảy mồ hôi sao? Anh ta đang định tiến lên kiểm tra thì không may trượt chân ngã, cả người ngã ra đằng sau. Jia thấy vậy thì lập tức tiến đến, Minkyu mừng thầm, không ngờ robot còn có thể bảo vệ mình. Nhưng không ngờ Jia lại đi đỡ lấy lọ nước hoa đắt tiền, đồng thời ngã luôn trên người Minkyu. Minkyu bất động, Jia cũng ngơ người trong 3 giây mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn vào hai mắt của Minkyu, trời ơi, như vậy là bại lộ rồi sao? Nhưng Minkyu ra sức đánh vào Jia, anh ta tức giận bảo cô mau tránh ra xa. Để rèn luyện năng lực bảo vệ của robot, Minkyu giả vờ mình bị ngất, sau đó che mặt lại, hỏi Jia có nhận ra chủ nhân hay không. Jia hết nói nổi, cô đành phải phối hợp diễn với anh ta. Nhưng tiếp sau đó Minkyu nói, dù cho sau này anh biến thành bộ dạng thế nào, anh hy vọng cô có thể nhận ra mình. Nếu như thấy anh nằm dưới đất thì hãy vào phòng anh, mở ngăn kéo ra, trong đó có một ống tiêm, dựa vào hướng dẫn mà tiêm vào người anh. Jia ngơ ngác chưa hiểu anh ta có ý gì. Hôm đó nhân viên của Minkyu đến, Minkyu bảo cô pha cà phê mang ra. Nhưng khi Jia mang cà phê đến, cô không dám tin người ngồi đối diện Minkyu lại chính là anh trai của mình. Chuyện này khiến Jia đứng hình, cô không biết rằng anh trai mình đang làm việc dưới tay Minkyu. Anh cũng không biết cô đang giả thân phận robot. Cô quay lưng về phía anh trai bước đến, cố gắng không để anh trai nhìn thấy mặt. Ngay khi cô đặt cà phê xuống, anh trai sợ hãi xanh mặt, ngay cả Minkyu cũng giật mình, chỉ thấy Jia đầu tóc rũ rượi. Minkyu hỏi tóc cô bị làm sao thế? Jia chỉ nói do gió lớn quá nên mới thổi bay tóc mình. Không ngờ anh trai lại hỏi đây là ai? Minkyu nói đây là robot Aji-ba, hỏi anh trai chưa từng thấy sao? Minkyu giới thiệu với Jia đây là tổ trưởng Do Bin-bi ở tổ điều tra của công ty tôi. Sau đó Minkyu quở trách Do Bin-bi không làm tròn bổn phận của công việc. Do Bin-bi cúi đầu không ngừng xin lỗi. Jia nhìn thấy người anh trai quyền thế trong gia đình mình, trước mặt Minkyu lại trở nên hèn mọn như vậy khiến cô vô cùng đau lòng. Vì sự vất vả của anh trai, cô cũng không còn hận chuyện bị anh đuổi ra khỏi nhà nữa. Nhìn bóng dáng anh trai run sợ rời đi, trong lòng cô rất khó chịu. Quay đầu lại thấy Minkyu, Jia nhìn anh với con mắt phóng xa đạn, ghét cay ghét đắng. Không lâu sau, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Lúc Jia đang dọn dẹp lại bất cẩn làm đổ pháo đài bằng lá bài của Minkyu, anh ta như muốn phát điên lên. Minkyu đã phải dùng 15 năm để xây dựng pháo đài này, trong nháy mắt bị cô robot chân tay vụng về phá hỏng. Jia thấy anh ta tức giận, lập tức báo cáo pin còn dưới 5%, chuyển sang trạng thái ngủ. Giáo sư Hồng nhanh chóng phái người đến đón robot về mới trốn được mối nguy hại lần này. Hôm sau, Minkyu tỉnh dậy, kêu người đưa robot đến nhà. Jia nhìn vào quả pháo đài bị cô phá hỏng hôm qua, cứ tưởng mình bị loại rồi chứ. Nào ngờ cậu lại kể về những gì cậu đã trải qua với cô.
Pháo đài này chứa ký ức của cậu. Zia vừa nghe mắt vừa hung đông đỏ. Minh Kyu kiểm tra camera có một chiếc xe đi vào, nhìn thấy mối tình đầu anh vội vàng ra đón. Gặp lại bạn gái cũ sau bao nhiêu năm quả thực thật ngại ngùng. Riel định cư bên nước ngoài đã lâu, lần này quay trở về nước, hy vọng có thể kết hôn cùng Minh Kyu. Mặc dù nói là bố của Riel bày mưu tính kế để làm doanh nghiệp thông gia, nhưng hai người đều có tình cảm với nhau. Trong lòng Minh Kyu trước giờ vẫn luôn thích Riel. Trong lúc nói chuyện, Riel đặt tay của mình lên vai Minh Kyu, rõ ràng cô ấy không hề biết bệnh tình của Minh Kyu. Sau đó Riel lại nắm tay Minh Kyu, cánh tay và cổ anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng dị ứng. Minh Kyu không muốn Riel biết bệnh tình của mình, anh vội vàng kiếm cớ rời đi. Minh Kyu cố nén sự đau đớn lao thẳng vào nhà, anh khó khăn bỏ đến phòng đựng thuốc. Khi vừa mở được ngăn kéo tủ thuốc ra thì anh mất đi ý thức. Zia ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Minh Kyu cũng vô cùng hoảng hốt. Cô nhớ đến lời hôm trước anh nói với cô, lập tức lấy kim tiêm tiêm cho anh. Trong hôn mê, Minh Kyu lại mơ thấy những chuyện xảy ra lúc 10 tuổi. Bố anh cùng anh lắp ghép pháo đài bằng lá bài. Du Chun khi đó vẫn là người bạn thân nhất của anh. Trong buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi, Riel đã đặc biệt chuẩn bị quà tặng Minh Kyu. Cũng chính vào hôm đó, bố Minh Kyu lái xe, cả gia đình cười nói vui vẻ đi trên con đường trở về nhà. Nhưng đột nhiên xảy ra tai nạn. Đến khi Minh Kyu tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Bác Hoàng nói rằng bố mẹ anh không may qua đời. Minh Kyu vừa khóc vừa đòi tìm bố mẹ. Bác Hoàng và Du Chun ở bên cạnh an ủi vỗ về, nhưng thực ra trong lòng bố Du Chun chỉ là muốn quyền lực của công ty. Minh Kyu dưới sự giúp đỡ của Gia Won tổ chức tang lễ cho bố mẹ. Tang lễ vừa kết thúc, ông ấy liền sắp xếp cho Minh Kyu ký một tập tài liệu. Minh Kyu kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh. Anh nhớ đến chuyện trong tang lễ có người nhét một tờ giấy trong túi mình. Anh mở ra xem thì thấy trên đó viết đừng ký tên của mình cho bất cứ ai. Minh Kyu từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình nghe được Gia Won đang bàn bạc với cấp dưới về âm mưu cướp đoạt quyền điều hành công ty. Văn kiện lấy ra cho Minh Kyu ký thực ra chính là một bản thỏa hiệp người giám hộ. Một khi Minh Kyu ký vào thì Gia Won có thể sẽ danh chính ngôn thuận điều hành toàn bộ công ty. Minh Kyu ngồi một mình bên ngoài, lúc này Gia Won sắp xếp con trai Du Chun của mình cầm tập tài liệu đến tìm Minh Kyu. Du Chun nói với Minh Kyu, cậu ký tên lên đây đi, bố mình nói cậu chỉ cần ký tên lên đây thì chúng ta có thể sống cùng với nhau rồi. Minh Kyu viết một câu chửi lên trên đó. Ký tên xong, Du Chun cầm tay của Minh Kyu. Đúng lúc này, Minh Kyu nhìn thấy đột nhiên tay của Du Chun biến thành quái vật, cậu sợ hãi chạy đi. Du Chun cầm văn kiện đưa cho bố mình, Gia Won nóng lòng mở tập tài liệu ra xem, chữ ký trên đó khiến ông ngơ người. Minh Kyu tỉnh lại từ trong giấc mơ, lúc này Zia vẫn ở bên cạnh canh chừng anh. Bởi vì tối qua triệu chứng dị ứng tái phát nghiêm trọng là do Zia lấy thuốc tiêm giúp Minh Kyu. Minh Kyu khen cô làm tốt lắm. Hôm đó Hoàng Du Chun của công ty KM tìm tổ trưởng cũ là anh trai của Zia đến. Anh ta muốn dò hỏi một số thông tin về robot từ Jinbi, đồng thời lấy ra một đoạn video cho anh ấy xem. Jinbi nhìn thấy video về robot, lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua ở nhà Minh Kyu, tâm trạng anh bắt đầu trở nên căng thẳng. Anh nói với Du Chun, mình không hề biết chuyện gì về robot cả. Bước ra từ văn phòng của Du Chun, Jinbe biết được tính phức tạp của chuyện này. Hạng mục robot liên quan đến chuyện tranh giành quyền lợi của công ty, nghĩ đến đây khiến anh lo lắng bất an. Buổi tối Jinbe trằn trọc không ngủ được, lúc này anh đang lo lắng cho em gái Zia của mình. Vợ anh nhìn thấy anh có tâm sự, còn tưởng rằng chồng mình làm việc quá áp lực, liền gọi anh dậy uống bia tâm sự. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau về chuyện của Zia, vô tình Jinbe biết được rằng bạn trai là nhà khoa học của Zia là một tiến sĩ trẻ nghiên cứu về robot. Jinbe nghe xong càng thêm chắc chắn, chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến em gái mình. Hôm sau, Jinbe đến trạm nghiên cứu tìm Hong Baek-jun, biểu thị thân phận anh trai Zia của mình. Baek-jun thản nhiên thừa nhận chuyện đã dùng ngoại hình của Zia để chế tạo robot Aziba. Jinbe cảnh báo anh ta, nếu như không nhanh chóng thay đổi mặt của Zia thì anh sẽ tố cáo anh ta. Baek-jun nghe xong thì đành vội vàng đồng ý. Phía bên khác, Minh Kyu đang kể chuyện thời thiếu niên của mình cho Zia nghe. Từ nhỏ đã mất bố mẹ nên anh sống một mình cô độc, ngày nào cũng ăn mì ăn liền, nhờ việc hết lần này đến lần khác thử nấu ăn khiến anh trở thành một đầu bếp lão luyện. Zia nghe đến đây dường như cảm thấy cậu bé kiên cường đó đang đứng trước mặt mình. Cô nhìn thấy cậu bé đó bị dao cạo râu, cạo rách mặt đang bật khóc nức nở. Trong mắt Zia tràn đầy cảm giác thương cảm, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Kyu, an ủi anh. Hành động này khiến tim của Minh Kyu xao xuyến. Zia hỏi anh có phải nhớ đến mối tình đầu không? Minh Kyu đứng dậy vuốt tóc Zia rồi nắm lấy tay cô. Anh ta rất hy vọng bạn gái của mình cũng là một robot, như vậy có thể cùng cô ấy làm những chuyện như một đôi tình nhân bình thường. Nhưng Minh Kyu không hề biết trước mặt anh là một cô gái thật sự. Anh cũng biết rất rõ mình mãi mãi không thể tiếp xúc với con người, huống hồ là hẹn hò với bạn gái. Do đó Minh Kyu đến gặp Riel, anh cố bắt chuyện với cô ta, nhưng cô cảm thấy cách nói chuyện của Minh Kyu quá lỗi thời.
Lúc này Min Kyu lấy ra một chiếc hộp, mở ra xem chính là sợi dây chuyền của mẹ anh. Lee Eo hỏi Min Kyu, anh đang cầu hôn em sao? Min Kyu nói không phải, chỉ là món quà tặng cho bạn thôi. Lee Eo không tỏ ra chút đau buồn, còn trả lại anh món quà và nói buổi hẹn hôm nay cô đã hiểu ý của anh. Thế là cô đứng lên muốn bắt tay anh, coi như lời tạm biệt cuối cùng. Min Kyu cố gắng nắm lấy tay Lee Eo, giây phút cô nắm chặt lấy tay anh liền cảm thấy không ổn. Lee Eo không nhìn ra điểm bất thường, còn chế giễu anh, nói anh không trân trọng em, anh sẽ phải hối hận. Min Kyu nói tất nhiên rồi, vì cô là người đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng anh yêu. Sau khi Lee Eo rời đi, Min Kyu không chịu nổi nữa, anh vội vàng lấy kim tiêm đã chuẩn bị sẵn. Đang định tiêm vào người nhưng lại nghĩ cả đời này anh chẳng còn gì lưu luyến nữa, thế là anh vứt ống tiêm xuống, cầm sợi dây chuyền của mẹ lên định ném đi. Jia lập tức chạy đến ngăn cản anh. Lúc đó, các vết dị ứng đã lan đến cổ. Jia cũng có chút đồng cảm với chàng thiếu gia giàu có này. Nào ngờ bước ngoặt cuộc đời anh ta cũng bắt đầu từ đây. Lúc này trời đổ mưa lớn, giây phút Jia lấy ô che cho anh ta, chứng dị ứng của anh cũng bắt đầu biến mất. Min Kyu không biết chuyện này, hai người yên lặng ngồi đợi mưa tạnh. Sau khi tạnh mưa, Min Kyu đứng dậy chia tay về phía Jia, về nhà thôi, khiến cho Jia rất ấm lòng. Cứ như vậy hai người vừa nắm tay vừa nói chuyện. Bỗng anh nghĩ đến chuyện dị ứng khi nãy, tại sao lại đột nhiên khỏi? Rõ ràng anh ta không hề tiêm thuốc, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên đường về nhà, Min Kyu vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên anh va phải một người làm vườn. Người làm vườn lập tức đỡ anh ta dậy, hỏi anh có sao không. Min Kyu lập tức sợ hãi đẩy ông ta ra, nhưng nhìn đồng hồ lại không có sự khác thường nào. Sau đó anh lại chạy đến nắm lấy tay người làm vườn, còn cầu xin ông ta chạm vào mình. Jia tưởng Min Kyu điên rồi. Sau đó Min Kyu lái xe đưa Jia đến một khu phố. Jia tưởng anh muốn mua sắm, liền cầm tay anh kéo vào dòng người. Min Kyu chỉ muốn ở đây thử nghiệm chút xem mình có thể tiếp xúc với con người không. Anh rất căng thẳng. Lúc này một người đàn ông va phải Min Kyu, anh lập tức nhìn đồng hồ nhưng nó vẫn bình thường. Anh vốn chưa bao giờ đi đến nơi tụ họp nhiều người như vậy. Anh gạt bỏ tâm thế lo lắng, vui vẻ cùng chụp ảnh với Jia, mua gấu bông cho cô, còn cùng nhau chơi trò dán chữ lên tay. Hong Baek Jun thông qua định vị trên người Jia tìm đến đây. Lúc này bác sĩ gọi điện tới, nhưng đột nhiên không biết tại sao, bệnh của anh lại tái phát. Bác sĩ lập tức bảo anh tiêm thuốc. Anh nói với bác sĩ, rõ ràng ban nãy không tái phát bệnh mà. Trong lúc anh hoảng loạn không biết nên làm gì, thì đột nhiên nhìn thấy Jia, cơ thể anh lại hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Lúc này Min Kyu mới nhận thức được nguyên nhân đến từ Jia. Chỉ cần nơi nào có cô, thì bệnh của anh sẽ không tái phát nữa. Anh vui mừng chạy đến ôm Jia, nói với cô, anh sẽ mua cho cô quả pin lâu nhất thế giới để cô ở cạnh anh đến lúc chết. Jia bị những lời tỏ tình đột ngột này làm cho bối rối, nói xong Min Kyu còn hôn lên trán cô. Lúc này Baek Jun nhìn thấy cảnh tượng này, cứ thế xông đến cho Min Kyu một đấm, hỏi anh làm gì vậy, sau đó dẫn Jia rời đi. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ bấm theo dõi để đón xem diễn biến của những tập phim tiếp theo nhé!